Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc touring bán khá chạy tại cửa hàng em và cũng là một trong những cái dòng nổi tiếng nhất của Gian, đó là Gian XKS L2. Và những cái video trước thì em đã giới thiệu những cái chiếc màu trắng khá là mới, khá là đẹp. Và trong thời gian đây gần đây thì cửa hàng em có về một vài chiếc màu đỏ. Thì bây giờ em sẽ làm video đánh giá chi tiết cái cấu tạo dòng xe này. Vâng, và trong cái khung hình đây thì các bác đang nhìn thấy chiếc xe đạp Gian XKS L2 màu đỏ khá là mới. Thì những cái video trước thì em đã đánh giá những cái chiếc màu trắng rồi, cũng rất là mới. Trên 90% thì con này em đánh giá cũng khá là mới đây. Trên 90% nước sơn rất là đẹp, rất là bóng. Thì hiện tại cửa hàng em đang có hai chiếc Gian XKS L2 màu đỏ. Đó là một chiếc là size S. Size S là size small. Còn một chiếc là size M là một chiếc là size XS, tức là nhỏ hơn trước này, và trước này là size S, là ca to hơn một chút, là size small, còn XS là extra small, tức là siêu nhỏ, thì dành cho những người thấp và những người có chiều cao trung bình đàn ông tại Việt Nam thì là đi rất là phù hợp, tầm khoảng từ 1m65 cho 1m75 là đi rất, những chiếc này rất là phù hợp. Vâng, và xe trang bị Gian XKS L2 thì trang bị những cái bộ chuyển động vẫn là thông thuộc, đó là ra Shimano Tourlay TX. Shimano Tourlay TX thì là một cái bộ chuyển động rất là phổ biến rồi. Rất là phổ biến rồi. Đi kèm với đó thì là líp thả Shimano 8 tầng. Vành là vành 700C. Đằng trước thì chúng ta vẫn có là đĩa 3 tầng Shimano Tourlay như các cái xe ở trong các video khác em đã đánh giá. Yên xe này thì em đánh giá còn rất là đẹp. Nước sơn thì mới, không xước nhiều. Không có chỗ xước to, không có chỗ là xước ấy, chứ không phải là xước nhiều nữa. Cái màu đỏ này rất là còn đẹp, không có chỗ xước nào. Không có chỗ xước nào gọi là lớn cả, gần như là xe mới. Đây có một chỗ cái xước này. Có một chỗ này một tí. Chỗ này một tí. Càng cái khu vực càng là cái khu vực mà dễ xước nhất thì các bác cũng thấy là không thấy xước nhiều đúng không ạ? Gian XKS L2. Trên tay cầm của chúng ta là tay chuyển số Shimano 8 tốc độ và đi kèm với đó là được trang bị phanh dầu Techtro. Phanh dầu Techtro Shimano. Bên này là chuyển 3 tầng của đĩa. Và bên tay phải đây là chuyển 3 tầng của líp. Tất cả các cái phụ tùng trên xe là rất là mới, trên 90% em đánh giá là như vậy. Cái dòng chữ này để cho thấy là cái hãng Gian ấy, tại sao mà những cái xe của Gian thì nó thường nhỉnh hơn các cái xe cùng hãng khác mà cùng cấu hình nó khoảng 30-40%. Đó là cái hãng Gian nó có cái công nghệ là Alu XX Technology. Cái công nghệ này cho phép là cái chất liệu nhôm để làm lên cái khung của chiếc xe Gian này nó rất là nhẹ. Nó nhẹ hơn so với các hãng khác và nó bền hơn. Nước sơn rất đẹp, hầu như không có vết xước nào. Đây tổng thể ở chiếc xe. Vâng, và em đã đánh giá cái chi tiết cấu tạo chi tiết cụ thể của chiếc Gian XKS L2 màu đỏ. Và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp này thì hãy liên hệ Zalo với em qua số điện thoại 0975709943. Các bác nhấn Zalo luôn chứ không cần gọi, bởi vì làm việc Zalo thì có hình ảnh rất là cụ thể hơn. Và hoặc là các bác nếu quan tâm đến các cái xe đạp thể thao khác, các cái hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng thì các bác hãy ấn đăng ký kênh Xe Đạp Hải Phòng ở trên YouTube và bên cạnh đó ấn nút chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem những cái video em up lên trên kênh. Hoặc là ở trên Facebook thì các bác hãy tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn qua tài khoản Kiên Xe Đạp. Vâng, vậy hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.